Xin chào quý bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh review kiến trúc và nội thất của Chất Uy. Thịnh và ekip đang có mặt tại xã An Bình, Nam Sách, Hải Dương để gửi tới cho quý bạn những hình ảnh về một công trình mà anh em chúng tôi đang thiết kế và thi công trọn gói, bao gồm cả phần kiến trúc và phần nội thất với tổng trị giá lên tới khoảng 1,5 tỷ đồng. Tất nhiên rồi, một công trình nhà mái Nhật một tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại và rất là sang trọng. Nói qua một chút về công trình này thì đây là công trình của gia đình chị Tuyền, bác Tưởng, chú tại An Bình, Nam Sách, Hải Dương, đúng không ạ? Với tổng trị giá là 1,5 tỷ đồng thì chúng ta sẽ có một cái công trình với diện tích mái là bao gồm cả mái đua là 161 m², bề ngang chúng ta sẽ có là 13 m và chiều sâu này là 12 m, một công trình cơ bản là rất là vuông vắn và tận dụng tối đa cái công năng của quỹ đất. Với ý nghĩa là một công trình để các con tụ tập lại, tập trung kinh tế lại và xây dựng cho bố mẹ để dưỡng già, và cũng như là có một ngôi nhà khang trang để có thể thực hiện vào mỗi dịp lễ Tết quay trở về đây để nghỉ ngơi, thì một công trình nhà mái Nhật một tầng để kết hợp cái không khí gia đình được ra đời. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là gia đình thì cũng mới tân gia vừa hôm vừa rồi, cho nên là mọi thứ vẫn còn rất tươi mới, và đặc biệt là những cái hoa chúc mừng tân gia thì vẫn còn đây, đúng không ạ? Và lúc nãy thì anh em chúng tôi cũng vừa mới thực hiện cái buổi lễ bàn giao công trình gia đình xong, và cũng rất là hân hoan khi mà có mặt trở lại đây khi mà công trình còn mới tinh để thực hiện bàn giao. Nói qua một chút về công trình thì diện tích thì đã nói rồi, đúng không ạ? Ngang là 13, sâu là 12, đúng không ạ? 12 m. Và cái sảnh chính thì được bố trí giữa nhà vô cùng là bề thế, với kích thước cột phào nó sẽ tạo lên một cái điểm nhấn cho mặt tiền, đúng không ạ? Bên này thì gia chủ đã thiết kế một cái khu vực lam trang trí, đúng không ạ? Đẹp mắt hơn thì tất nhiên rồi, có thể bố trí một vài khu vực chậu cây tiểu cảnh như thế này, sau đó thì là khu vực thưởng trà của chủ nhà, đúng không ạ? Bên này cũng vậy, chúng ta luôn luôn có những cái vị trí làm bồn hoa để cho công trình chúng ta trở nên bắt mắt và gần gũi hơn. Bên ngoài này là hoàn toàn là khu vực sân vườn, vườn cây của gia chủ. Ông bà thì tận dụng lên có những khu vực này, vườn tược để tuổi già mà có thể là có những không gian để có thể là thư thái và làm việc, nó lao động nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe, đúng không ạ? Quay về phía công trình chính thì chúng ta sẽ tiến vào khu vực phòng khách bằng cái lối vào chính, cũng như là cái sảnh chính của công trình được bố trí giữa nhà. Và bây giờ thì xin mời quý bạn chúng ta cùng nhau vào tham quan công năng công trình này với cái khu vực phòng khách đầu tiên. Xin mời. Chúng ta đang có mặt tại phòng khách công trình với cái diện tích khoảng 25 m², và với phòng khách này thì anh em chúng tôi cũng đang bố trí và thiết kế thi công luôn phần nội thất cơ bản. Chúng ta có thể thấy rằng là khu vực bên này là khu vực sofa, nơi cô chú đang ngồi đây, ngồi sofa hình chữ U, đúng không ạ? Rất là vừa vặn với cái kích thước ngôi nhà. Không gian này thì chúng ta vẫn có một lối không gian để con trẻ có thể chơi đùa cũng như là đi lại để giao thông toàn bộ công trình rất là dễ dàng. Bên này thì cũng là cái vị trí của vách tivi, một cái vị trí mà tất nhiên rồi, không công trình nào không có, nơi mà gia đình có thể ngồi đây thưởng thức những cái bữa cơm, cùng với đó thì giải trí và xem ca nhạc hay là xem táo quân dự tới trong cái Tết này, đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là hợp lý.
và chúng ta có một không gian được trang trí và bố trí cơ bản rất là sáng sủa, giống như cô chủ đánh giá trên phía trên thì anh em chúng tôi đang bố trí hệ trần thạch cao giật cấp, đúng không? Cũng rất là tối giản thôi, nó đảm bảo cái phong cách công trình là một phong cách vô cùng sang trọng. Và cộng thêm một yếu tố nữa mà cái công trình này chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều, đó là sự chăm chút của con gái bằng những chi tiết hoa rồi thì những cái chậu cây như thế này, nó sẽ là điểm xuyết của công trình, giúp công trình trở nên mềm mại và tươi mới hơn, đúng không ạ? Thẳng với không gian phòng khách với diện tích 25m² thôi, nhưng mà chúng ta được cộng thêm diện tích phòng thờ với diện tích là 11m² nữa, cho nên là nhìn không gian phòng khách nó sẽ có sự chiều sâu. Và khu vực này thì gia chủ đang tận dụng một cái, đang sử dụng một cái kệ thờ cũ đưa lên, đúng không ạ? Và cái phong cách thì cũng rất là phù hợp và làm cho cái không gian trở nên sang trọng hơn rất là nhiều, cũng như là nó đảm bảo cái tính truyền thống trong một ngôi nhà theo kiểu nhà vườn biệt thự và quê đó. Thông với khu vực bên này chúng ta sẽ có thêm một cái vị trí phòng bếp nữa với cái diện tích khoảng 18m², đúng không ạ? Được bố trí kệ bếp hình chữ L, và cái lối giao thông chúng ta thấy rằng là được mở thông ra phía bên này là khu vực bếp phụ mà cô chú đang sử dụng để nấu ăn. Và không gian bếp phụ này thì cũng được sử dụng quy kín rồi, rất là đảm bảo khi mà thời tiết lạnh như này ông bà ở nhà thì mọi thứ nó được khép kín bên trong thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đó. Phía đằng sau này chúng ta sẽ có một cái vị trí nhà vệ sinh, một cái lối thông ra phía ngách phụ mà lúc đấy mặt tiền chúng ta có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Nhà vệ sinh sử dụng cho toàn bộ công năng tầng 1 này. Và bên cạnh đấy thì có những phòng ngủ của cô chú thì luôn luôn có những phòng nhà vệ sinh bên trong để đảm bảo trong việc sử dụng làm sao tiện ích hơn. Bên này chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ để chờ chắc cho anh chị về, đúng không ạ? Với diện tích khoảng 15m², rất là cơ bản, được hướng thẳng ra phía mặt tiền công trình. Và anh em tôi bố trí những cái món nội thất cơ bản thôi. Và đầu tiên là giường, đúng không ạ? Tủ phía bên này nó rất là tối giản. Về cơ bản thì đây là những cái phòng mà không thường xuyên được sử dụng. Trong mỗi dịp lễ hay là Tết thì con cháu tụ tập về thì anh chị sẽ sử dụng phòng này. Đối diện phía bên này cùng với trục hành lang chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nữa với diện tích là 15m², cũng được bố trí những món nội thất như thế, cũng là một phòng ngủ để chờ, để cho anh chị sử dụng, đúng không ạ? Xung quanh sân khu vực vườn tược thì rất là rộng rãi, cho nên hoàn toàn chúng ta có thể bố trí những cánh cửa sổ mở như thế, đảm bảo sự lưu thông khí trong công trình. Và cuối cùng là Thịnh muốn nói đến với quý vị bạn, đó là khu vực phòng ngủ cô chú, là một phòng ngủ với cái tên gọi là phòng ngủ master, bởi vì được kết hợp thêm một nhà vệ sinh ở đây, một nhà vệ sinh để cô chú có tiện dụng hơn trong việc sử dụng. Cùng với đó cái diện tích là 17m², rất là vừa vặn để gia đình có thể, cô chú có thể sử dụng. Và ở đây thì anh em chúng tôi bố trí những món nội thất ví dụ như là rèm rồi thì giường tủ, đúng không ạ? Để cho cô chú sử dụng làm sao cho tiện ích nhất. Đó là về tổng quan công trình này, với một công trình mà anh em chúng tôi đang thiết kế và thi công bao gồm cả kiến trúc và nội thất với cái tổng diện tích mái là 161m², đúng không ạ? Và tổng chi phí là khoảng xấp xỉ 1,5 tỷ. Đó là toàn bộ công trình này. Và nếu như có vấn đề thắc mắc gì liên quan đến vấn đề kỹ thuật thì hãy gọi tới số hotline chương trình để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.